Hello anh em. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 của năm 2024 ha. Hôm nay em có cập nhật lại những cây mây phôi mà em trồng lúc 19 tháng 6. Thì hôm nay nó ra đọt, cơi đọt như thế này. Rất là mập và đỏ. Đây là những cái cây mây phôi ha, em trồng 19 tháng 6. Đầu tiên là em dùng thuốc kích rễ ha. Thì cứ như thường lệ thì em pha 2cc cho 1 lít nước. Em tưới. Thì em cứ đầu từng là tưới kích rễ. Giữa từng thì em dùng thuốc kích chòi pha 1cc cho 1 lít nước cộng chung thuốc bọ chỉ. Em xịt ha. Thì hôm nay nó có một cái đọt như này vậy. Phúng đều đầu cành hết trơn ha. Và kể cả mắt mũ luôn ha anh chị. Chị thấy đã không? Đây là những cái cây mây phôi trồng bữa 19 tháng 6. Thì bên đây cũng có một cây. Chị thấy cái lá mai ha, lá mai rất là dày và to, đọt thì phúng chi chít ha. Hai buổi chiều mát mẻ em cập nhật lại anh chị xem cho vui ha. Khi nào anh chị có giao lưu thuốc kích rễ thì hãy gọi cho em số điện thoại là 0765034579. Chương trình Tri Ân lúc nào cũng dành riêng cho khách hàng ha. Anh chị thấy đã ha. Còn đây là những cái cây mây con. Thì em xịt kích chòi nó sẽ ra chòi như thế này nè anh chị. Nó cũng chòi nghi ngút. Từ những cái xương cành nằm sát đất nó cũng ra luôn ha anh chị. Không phải là đi đọt không. Đây là những cái cây mây con ha. Thì em như thường lệ là đầu tuần là tưới kích rễ xong rồi giữa tuần là em phun kích chòi cộng bọ chỉ ha. Thì nó cho một cái cây mai rất là đẹp, bộ lá rất là đẹp. Đây là những cái cây mai dảo Tân Châu ha. Dảo Tân Châu thì thường là nó từ 12 cánh ha. Anh chị thấy đã không? Cúc một vào lá rất là đẹp. Và đây là những cây trồng đất. Anh chị nhớ ha. Xịt kích chòi bên em thì chỉ pha 1cc cho 1 lít nước và phun đều tán lá ha, ướt cây luôn ha. Thì thuốc nó thấm tới đâu thì nó ra chòi tới đó ha. Thì anh chị thấy nó phúng chòi nè. Ra xương cành luôn anh chị. Có một màu lá rất là đẹp. Ra xương cành luôn nè. Màu lá rất màu đỏ thẫm. Rất là đẹp. Còn bên đây là cũng cây mây phôi nè anh chị. Anh chị thấy nó ra rất là đều. Chi chít. Chiều anh chị xem cho vui ha. Thì dòng thuốc bên em là dòng thuốc cực mạnh ha. Thuốc kích rễ thì mình tưới mai phôi là mình tưới 2cc cho 1 lít nước mình tưới. Khi nào nó ra cơ đọt thứ hai hoặc thứ ba thì mình tăng liều lượng là 3cc. 3cc là hết đát ha anh chị. 3cc là hết đát. Còn đây là những cây mai phôi trồng bữa cũng 19 tháng 5 luôn nè anh chị. Cây này rất là mạnh, phúng chòi chi chít ha anh chị, rất là mập, cái chòi nó rất là mập ha anh chị đó. Bộ lá rất là dày và khỏe.
Thì anh chị nhớ phun kích chòi thì mình cộng chung với bò chỉ ha. Bò chỉ những cái loại nào mà nó mắc cây á, rẻ rẻ tiện chút thì mình xịt là nó ok ha, chứ không có cần là mắc tiền ha. Đó, anh chị thấy không, từ dưới gốc nó lên luôn nè anh chị, lá bóng. Thường thì anh chị thấy những cái cây mai nào nó sung á thì lá rất là bóng, và khi mình tưới nước là nó còn đọng ở trên những cái giọt sương nè anh chị, giọt nước nè. Thì đó là những cái cây mai nó sung, rất là sung khỏe. Ở đây là cũng là mai phôi. Mai phôi này em trồng sau, trồng sau ít ngày á, anh chị thấy nó ra cái đọt, và nó ra cái chồi ngay cái tách lá luôn nè anh chị đó. Đây là những cái đọt chủ mà trong thân, đọt nhỏ đó em không cắt á, còn những cái đầu xương cành thì nó ra như thế này, anh chị thấy đã chưa, một màu đỏ rất là đẹp. Thì cây này là trồng sau 4 ngày nè anh chị. Hôm nay nó ra đọt rồi nè anh chị. Đó, nó cũng chồi rồi. Anh chị nhớ ha, khi mình xịt kích chồi thì mình cộng chung bò chỉ ha. Cứ đầu tuần thì mình tưới kích rễ. Giữa tuần thì mình pha kích chồi mình xịt luôn ha. Cái này cây mai phôi này trồng sau 4 ngày ha, thì anh chị xem cho nó vui. À, buổi chiều mát mẻ em quay lại những cái mai phôi cho anh chị xem ha. Mai phôi thì mình trồng không nên xài tưới nước quá nhiều ha anh chị, và trong 6 tháng thì nó đại kỳ với phân ha. Và khi mà mình xài phân vô thì cây mai phôi mình về bộ rễ non nó yếu quá thì nó sẽ không phát triển mạnh ha anh chị. Chỉ xài dưỡng rễ và kích rễ, xịt cút chòi thì nó ra một bồ tàn như vậy. Anh chị thấy trong mắt mũ ở trong thân nó ra chi chích vậy ha anh chị ha. Thì ngày mai là tới cử em sẽ tưới kích rễ và phun kích chòi nữa. Bộ chị anh chị thấy đã ha. Còn đây là những cây mai phôi mà em mai phôi ở mai trồng đất, em cắt tàn lại nè, cắt giật tàn em cũng kích chòi và tưới kích rễ thì nó ra một cái bộ lá như vậy nè anh chị. Đó, rất là bóng. Thường thì anh chị những xem những cây mai mà nó khỏe đó thì nó có bộ lá rất là bóng, và lại là anh chị tưới nước nó sẽ đọng xương như vậy, đọng nước như vậy. Thì đó là những cây mai mà rất khỏe anh chị thấy à. Rồi video nó cũng dài, em xin chân thành cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã giao lưu thuốc kích rễ và cũng như ủng hộ đăng ký kênh thuốc kích rễ Phan Dân. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Thì những cái cây mai phôi này em sẽ cập nhật thường xuyên cho anh chị xem đến khi nó ra cây 2 và cây 3 ha. Để mình theo dõi. Cách thức trồng mai phôi của em rất là đơn giản ha anh chị. Anh chị thấy nó có một bầu màu tím nâu rất là đẹp. Rồi, mến chào anh chị ha. Chị thấy bộ lá quá trời đã ha, rất là sung. Còn đây là cây mai phôi mà trồng trước đó hơn 10 ngày anh chị. Cây này là hồi đó em không có xuống lá luôn, nhưng mà lá nó vẫn không si anh chị ha. Thì anh chị thấy đã rồi. Hôm nay nó kín tàn anh chị. Em thì em cắt giật không, em không có để cho nó ra bông ha. Em sẽ cắt giật nó lại. Khi đọt già là em cắt sơ nó lại nữa ha, cho nó xương cạnh nó mau lớn anh chị. Thúc tàn ạ. À. Rồi, mến chào anh chị.